Thưa quý vị và các bạn, tình trạng buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hiện nay đang có chiều hướng gia tăng. Ghi nhận của phóng viên tại thị trấn Trần Cao, huyện Phú Cử. Đây là cửa hàng bán đồ Thái Lan ở khu vực cổng chợ Phố Cao, thị trấn Trần Cao. 100% hàng hóa bán tại đây là hàng nước ngoài. Tuy nhiên, hầu hết trên vỏ bao bì các mặt hàng không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có hướng dẫn sử dụng. Mọi thông tin người tiêu dùng muốn biết đều qua sự hướng dẫn và giới thiệu của người bán hoặc tra hướng dẫn sử dụng trên Google. Điều đáng nói, cửa hàng này nhiều lần bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, thậm chí cả tiêu hủy hàng hóa vi phạm, nhưng chỉ được thời gian, xong lại tiếp tục bày bán hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ. Đây là gì? Phấn. Tem nhãn phụ đâu? Cái này là phấn. Nhưng mà sách tay mình có nhãn phụ. Sách tay ạ? À? Cái quản lý thị trường người ta hay kiểm tra không? Có thôi, năm nào người ta phải quán. Thế à? Anh sao người ta có xử phạt không? Dạ, người ta xử phạt. Có. Tại một số cửa hàng siêu thị mini trên địa bàn thị trấn Trần Cao, có rất nhiều nơi bày bán sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như nước hoa, phấn trang điểm, sữa rửa mặt. Thậm chí có nhiều loại đồ uống chữ nước ngoài nhưng không hề có tem nhãn phụ. Các sản phẩm có chữ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng không có tem nhãn phụ, rất khó để hiểu và sử dụng sản phẩm đúng cách. Chẳng hạn như tiền các mặt nạ đóng gói như một chiếc kẹo, nếu không hỏi người bán hàng thì người tiêu dùng cứ tưởng nó là chiếc kẹo. Cái này là gì? Là sốt ạ. Sốt đó. Chả có sốt. Sốt của gì đấy? Sốt này ạ. Hàng này là bọn em nhập tại kho. Ừ. Chỉ có em nói son này biết là son rồi đúng không? Em làm sao biết là son? Nhưng các bạn học sinh các bạn ấy dùng quen, các bạn ấy biết. Cái này là hàng của gì đây? Đây là hàng của Nhật ạ. Tem nhãn phụ đâu? Chết rồi, cái này không để ý. Thế còn cái này là cái gì? Cái này là nước sữa chua ạ. Sao biết là nước sữa chua? Thì em tính thì các bạn ấy bảo em thế. Hàng này hàng của nội địa chung. Hướng dẫn sử dụng đâu? Không có tem nhãn phụ gì cả. Em thấy các bạn ấy bảo em thế. Đầu tiên là một số hàng đều có tất cả ấy là đầu tiên ấy. Thế sau thì đây cũng thế à? Một hai người nhận hàng xong mình cũng chẳng để ý. Rất nhiều. Quê không để ý. Theo Nghị định số 43 năm 2017 và Nghị định số 98 năm 2020 của Chính phủ, quy định về thông tin in trên nhãn phụ và quy định về tem nhãn hàng hóa nhập khẩu, quy định về xử phạt hành vi vi phạm trong buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng trôi nổi, hàng có dấu hiệu làm nhái, làm giả, có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng tùy vào mức độ vi phạm đối với tổ chức cá nhân kinh doanh. Việc nhiều cửa hàng siêu thị bày bán rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, khiến cho người dân hoang mang, lo lắng. Thậm chí, các mặt hàng về thực phẩm còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Đề nghị lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lý dứt điểm những tồn tại về hàng hóa vi phạm quy định tại các điểm trên.